sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm của Flux, đó chính là ampe kiềm Flux 303. Đây là một loại ampe kiềm có dãy đo dòng điện AC lên đến 600A và đo điện trở lên đến 4000 ohm, và nó cũng đạt chuẩn cách 3 là 600V và cách 4 là 300V. Sau đây mình sẽ demo trên một cái bảng điện của bên mình. Và mình đo là dòng điện. Dòng điện AC lúc này là 1,2A. Thì đây là một thiết bị đo rất là cần thiết cho các anh kỹ sư, đặc biệt là các anh đi công trình hoặc là các anh làm trong những nhà máy xí nghiệp. Và sau đây thì mình sẽ đo thực tế tại một trạm điện, một tủ điện của một công ty điện lực. Và thứ tự đo của mình lần lượt là dòng điện, điện áp pha, điện áp dây. Mời các bạn theo dõi. Sau đây chúng tôi sẽ đo thực tế tại một tủ điện. Và dòng điện AC lúc này là 7,6A. Thì với thiết bị Flux 303 thì cho phép chúng ta đo dòng điện AC lên đến 600A và độ chính xác là 1,8%. Và sau khi đo xong chúng ta sẽ chuyển qua một pha khác. Và dòng điện lúc này là 6A. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện phép đo điện áp. Và lúc này chúng ta sẽ đang đo là điện áp dây, và là điện áp giữa hai dây pha. Điện áp lúc này là 388V. Và với thiết bị Flux 303 thì cho phép chúng ta đo lên đến 600V và độ chính xác là 1,5%. Với chuẩn cách 3 và cách 4, đây là chuẩn quốc tế cho phép chúng ta thao tác an toàn đối với thiết bị và người trong công nghiệp cũng như ngoài trời. Với một thiết bị giá rẻ nhưng lại rất tiện lợi và đa chức năng, nó cũng đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của Mỹ, thì Flux 303 chính là sự lựa chọn cho các anh kỹ thuật làm việc trong các lĩnh vực liên quan về điện.